Khoa Bớt bị cộng đồng mạng tổng tấn công sau khi lộ bí mật gây tốt với Vương Phạm thực hư ra sao? Những ngày qua, thông tin Khoa Bớt mở nhà hàng lẩu phát lương nhân viên hơn cả kỹ sư, bác sĩ, cùng với đó là mối quan hệ với Vương Phạm nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, Khoa Bớt bất ngờ bị cộng đồng mạng ồ ạt tấn công vì một lý do. Thời gian gần đây, Khoa Bớt trở thành cái tên được nhắc đến khá nhiều khi nam YouTuber chính thức mở nhà hàng lẩu 2-3 tỷ tại Mỹ. Theo những clip được đăng tải, có thể thấy dù mới khai trương nhưng quán lẩu của Khoa Bớt được rất đông thực khách đón nhận. Thậm chí, Khoa Bớt tiết lộ chỉ trong 2 ngày khai trương, quán lẩu buffet của anh đã vỡ trận phải đuổi khéo hơn 400 khách vì quá đông. Đáng chú ý, trong một video khi chia sẻ về chi phí trả lương cho nhân viên trong nhà hàng của mình, Khoa Bớt cầm hẳn tiền tư thóc thật đi phát cho người làm. Trong đó, một nam nhân viên nhận 720 USD khoảng 16,9 triệu đồng đã trừ thuế cho ngày làm việc vào Chủ nhật và gần 300 USD khoảng 7 triệu đồng tiền tip trong quá trình phục vụ. Tổng cộng, trong một ngày làm, nhân viên phục vụ nhận được khoảng hơn 1.000 đô, khoảng 23,5 triệu đồng. Khoa Bớt làm phép nhân nhanh rằng nếu mỗi ngày nhân viên này trung bình làm 1.000 USD, mỗi tháng 30.000 USD, khoảng 707 triệu đồng, thì mỗi năm 360.000 USD đổi ra tiền Việt khoảng 8,4 tỷ đồng. Thực ra làm nhà hàng mà tôi lỗ, tôi đâu có lương đâu, lương nhân viên còn cao hơn tôi nữa, các bạn thấy đấy. Lương 1,2 tỷ đồng trên một năm với công việc nhặt rau, rửa chén cũng khá bình thường so với vị trí phục vụ. Tôi mở quán vì đam mê, bán hết vốn thì thôi, tạo công ăn việc làm cho người Việt mình trên đất Mỹ là vui rồi, Khoa Bớt chia sẻ. Mức lương Khoa Bớt đưa ra nhanh chóng khiến dân tình bán tín bán nghi. Tuy nhiên, nam YouTuber vẫn được cộng đồng mạng ồ ạt đổ xô và ứng tuyển để chứng thực mức lương có thực sự như lời đồn. Đáp lại, Khoa Bớt thẳng thừng kêu gọi mọi người tới quán mình làm và khẳng định sẽ nhận được tiền thật, việc thật. Thực sự thì mình cũng đang cần nhân viên phục vụ, bạn nào có nhu cầu phục vụ tại tiệm, mình muốn lương cao thì cứ qua quán mình. Mình phát tiền thật, việc thật, người thật nha. Cứ qua đây mình sắp xếp ca cho, vì mình đang cần nhiều bạn hơn để phục vụ chạy bàn cho khách tốt hơn. Mình không muốn khách phản ánh là phục vụ không tốt này nọ. Mình đang xây dựng từng ngày, các bạn ăn có ý kiến gì cứ góp ý nhưng đừng ném đá mình. Mình cảm ơn rất nhiều, Khoa Bớt nói. Chia sẻ của Khoa Bớt nhanh chóng nhận về cơn mưa tương tác, dân tình ai nấy hiện ồ ạt ứng tuyển vào nhà hàng của nam YouTuber. Ngoài ra hiện cộng đồng mạng cũng đang đặt câu hỏi về mối quan hệ của Khoa Bớt và Vương Phạm. Trong đó, trong một số khoảnh khắc được dân tình đăng tải, nhiều người phát hiện sự xuất hiện của Vương Phạm tại nhà hàng của Khoa Bớt. Tại đây, triệu phú công nghệ xuất hiện với vai trò khá đặc biệt khi anh không đến để ăn uống mà đảm nhận ngay một chân phục vụ. Theo đó, Vương Phạm cần mẫn đi đẩy xe thức ăn tới từng bàn, mang nồi lẩu ra cho khách. Không những thế, anh còn chính là người đi thu dọn bát đĩa, thậm chí còn không ngần ngại lấy giả đi lau nhà. Khi người trong cuộc còn chưa lên tiếng thì mới đây, dân tình lại tiếp tục phát hiện mẹ ruột của Vương Phạm cũng có mặt ở nhà hàng này. Theo đó, một thực khách đến nhà hàng Khoa Bớt review và vô tình thấy sự xuất hiện của cô Nguyễn Thị Dung, mẹ ruột Vương Phạm. Ban đầu vì khách không nhận ra nên cứ ngỡ là quản lý hay chủ nhà hàng, mẹ ruột Vương Phạm sau đó chỉ cười và chia sẻ: mình đến để hỗ trợ hai đứa con trai làm trợ lý cho nó. Bên cạnh đó, mẹ ruột Vương Phạm cũng lắng nghe những đóng góp ý kiến của khách hàng và xoắn tay vào dọn dẹp bát đĩa. Nhiều người nhận xét mẹ Vương Phạm có cách nói chuyện thân thiện, vui vẻ và rất nhiệt tình. Trong chia sẻ của cô cũng vô tình khiến dân tình rộ lên tranh cãi và đặt ra câu hỏi: vậy rốt cuộc nhà hàng lẩu này là của Khoa Bớt hay Vương Phạm hay do cả hai cùng đầu tư? Trước đó, vào khoảng tháng 11 năm 2021, Khoa Bớt tuyên bố cùng Vương Phạm hợp tác mở nhà hàng tại Houston, Texas, Mỹ. Với hai video cập nhật trên YouTube, Khoa Bớt đã chọn được mặt bằng rộng 620m² trên đường Bellary, mức giá mua vị trí 250.000 USD, tương đương 5,6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí thuê. Nhưng rồi sau khi ngầm tuyên bố ngừng hợp tác với Vương Phạm vào hồi tháng 1 năm 2021, hai video về nhà hàng này đã bị xóa khỏi kênh YouTube gần 4 triệu lượt theo dõi của Khoa Bớt.